Cháu có chuyện quan trọng muốn nói ạ. Sao? Có chuyện gì? Chuyện quan trọng lắm, nhưng của thằng khác, nó nhờ cháu bảo vệ cán bộ. Sao? Thằng ở cùng phòng cháu, nó muốn khai ra ông chủ ma túy. Ông này đang cho người truy sát nó. Thằng nào? Thằng Toàn. Sao nữa? Nó nhờ cháu nói với cán bộ, nhờ cán bộ nói với thầy Thắng, thầy Triều và làm việc với nó sẽ khai hết ạ. Được rồi, chuyện này hết sức là quan trọng, tuyệt đối phải giữ bí mật, không được tiết lộ với ai, nhớ chưa? Dạ. Hôm trước nó có nói với ban Nhất, nhờ ban Nhất truyền tin ra ngoài, nhưng ban này lại nói nó giữ bí mật, nó nghi. Nghi làm sao? Nó nghi ban này có gì đó khuất tất. Chúng mày. Chuyện của chú ấy, Đương Tử Lây không biết. Chẳng qua vì quý chú cho nên anh không đả động đến. Anh mà nói ra thì phức tạp lắm đấy, Nhất ạ. Chắc chú không tin là anh biết chuyện chứ gì. Này, với trình của anh, chỉ cần phút một thôi là anh đọc được cả trận. Này, anh còn đọc được cả trong phong bì ấy số lượng là bao nhiêu nhớ. Sếp tôi ấy, cũng nghĩ là tôi với ông là bạn học với nhau nên mới cho một cơ hội sửa sai. Còn sửa hay không thì tùy chú. Còn một khi chú đã chấp nhận sửa sai rồi thì anh xí xóa tất cả mọi chuyện. Tội em tin, tội đưa đồ trong trại. Kể cả cái phong bì kia kìa. Ý chú thế nào? Kìa, sếp đang hỏi ông đấy. Dạ, anh đã nói như thế. Có việc gì, anh cứ sai bảo ạ. Sếp tôi muốn vào gặp thằng kia. Cái việc này thì không khó. Cứ làm lệnh trích xuất là vào gặp thôi. Đây là điều bí mật, không thể đưa nó ra phòng hỏi cung được. Người ngoài nhìn vào không hay. Sếp muốn gặp nó ở ngoài buồng giam. Việc này thì hơi khó. Phải có lệnh của giám thị. Tuyệt đối không được cho người lạ vào. Thôi, ông cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà sắp xếp thế nào để sếp và tôi vào gặp nó? Cứ làm theo cách đấy đi. Cách nào? Sáng mai tôi dẫn nó xuống trạm xá, chào vờ khám bệnh. Ở đó vừa kín đáo mà thoải mái thời gian. Được. Thời gian sáng ngày mai, lúc nào em đi, em sẽ nhờ máy thằng Lâm. Tốt. Anh coi chú cũng như Lâm, như người trong nhà. Thế cho nên các cụ có câu là thần cậy cây đa, cây đa cậy thần. Mọi sự tốt lành. Anh là Phí Hải Toàn. Dạ, chào hai cán bộ. Chúng tôi ở phòng ma túy thuộc công an tỉnh. Hôm nay có chỉ huy phòng xuống đây muốn làm việc với anh. Mọi khi là anh Thắng và anh Triều cơ mà. Hai đồng chí đó hôm nay đi công tác, có việc quan trọng
nên chúng tôi xuống đây ngay. Tôi cần gặp riêng cậu Toàn. Vâng. Ê. Mời anh. Thế nào? Khỏe không? Cháu cảm ơn cán bộ. Cháu bình thường ạ. Tốt. Cái nguyện vọng của mày ấy, thì chú biết rồi. Thế theo mày thì đứa nào tìm mọi cách để thịt mày, bịt đầu mối? Là ông chùa muốn giết cháu ạ. Sao? Cán bộ ơi, đời không ai học tự trưng ngờ. Cháu đã phục vụ nó trung thành mấy năm qua. Khi bị bắt vào đây, nó đã không giúp cháu ra, lại còn cho người định giết cháu. Thì cơ sở nào mà mày khẳng định đấy là đúng? Không cẩn thận nhìn gà hóa cuốc, mày mà nhầm thì hết đường sinh đấy. Chắc chắn cháu không nhầm được. Sao? Vụ đầu độc giết người hôm qua là nhầm vào cháu chứ không phải thằng Văn. Cán bộ cứ điều tra cho kỹ, cháu sẽ khai hết tội về nó. Khai hết? Dạ. Tôi rất cảm ơn mày đã có một thái độ thành khẩn, cung cấp một thông tin quan trọng cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trước khi làm sáng tỏ mọi việc, thì những thông tin quan trọng này cháu phải tuyệt đối bí mật, không được nói cho ai biết, kể cả các điều tra viên đang làm việc với cháu. Rõ chưa? Hả? Dạ, vâng cán bộ. Mà sao với cán bộ? Sao ạ? Thằng cháu, mày ngu dại thế thì còn lâu mới khôn được nhớ. Đâu sẽ có đó. Mày cung cấp tất cả những thông tin quan trọng ấy cho chú là thủ trưởng cơ quan điều tra là đủ lắm rồi, không cần được cung cấp cho ai nữa. Đối với những người không có trách nhiệm thì không giúp gì được cho cháu, mà thậm chí còn rất nguy hiểm. Dạ vâng, cháu rõ rồi ạ. Tốt, thật là khôn ra rồi đấy. Nhá. Từ giờ trở đi có việc gì mà cần gặp chú thì chỉ cần báo với ban nhất thôi. Rõ chưa? Dạ. À này, riêng anh Triều với anh Thắng là lính của chú, mà là lính thì chưa được phép nghe những thông tin quan trọng vừa rồi, cho nên cháu không được phép nói với các anh ấy những thông tin ấy. Rõ chưa? Rõ chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi. Tốt.